Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để chuyển BUSD BEP20 sang USDT TRC20. Và KTV sẽ thao tác trên cái ví mềm SafePal của Binance. Thì quý vị muốn chuyển đổi trên cái ví này, quý vị phải có BNB Smart Chain, hay còn gọi là BNB BEP20 đấy, để làm phí giao dịch. Và phí giao dịch ở đây thì nó rẻ thôi, quý vị cứ yên tâm, nó không đắt như cái mạng ERC20 đâu. Rồi, và ở đây KTV có BUSD BEP20 này này. Đó. Rồi, bây giờ quý vị vào cái mũi tên hai chiều ở phía bên dưới này, quý vị chọn vào trao đổi. Rồi, cái ô đầu tiên quý vị để là BUSD BEP20 này. Tiếp theo cái ô thứ hai, quý vị chọn là USDT TRC20. Đây, USDT TRC20 này. Thì ở đây nó là các danh sách quý vị có thể chuyển đổi sang được. Bất cứ cái nào có trong danh sách này, quý vị cũng có thể chuyển đổi sang. Rồi, KTV sẽ chọn USDT TRC20. Đây, quý vị để ý này, ở trên là BUSD BEP20, ở bên dưới là USDT TRC20. Rồi, KTV sẽ chọn tối đa đi, chuyển đổi tất. Và quý vị bấm vào tiếp theo này. Rồi, quý vị bấm tiếp chọn trao đổi. Ok, quý vị hãy xác nhận này. Rồi, ở đây quý vị phải chờ khoảng độ 22 phút 27 giây thế này. Thì cái ví SafePal này hiện tại thì nó hơi chậm, thì quý vị mất thời gian chờ đợi một chút thôi. Đây, quý vị hãy kiểm tra lại nó ở đây. Đây là danh sách này, đây là danh sách mà KTV đã chuyển đổi đây này, đó. Rồi, việc tiếp theo của quý vị là chỉ việc chờ khoảng 20 phút. Đó, chờ 20 phút nó sẽ chuyển đổi xong. Và quý vị lưu ý, quý vị có thể chuyển đổi ngược lại từ USDT sang BUSD BEP20. Nhưng với điều kiện quý vị phải có TRC để làm phí giao dịch. Rồi, và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.